Chào các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục phần ngữ pháp động từ đi với l caO có nghĩa là chứ nhé. Chúng ta sẽ được học ở bài số 8 giáo trình tiếng Hàn Seoul 1A. Đầu tiên, chúng ta ngữ pháp này dùng khi muốn đề nghị hoặc hỏi ý kiến đối phương về một việc nào đó. Có bát chim chúng ta sẽ thêm kio, không có bát chim chúng ta sẽ thêm l kio tức là thành Ví dụ đây, kata thì thành kal kayo. Còn kobachi mokta sẽ thành Cái Ô Ví dụ, chúng ta sẽ xem ví dụ như sau. Nore bang e kal Nè, kachi kayo. Ờ, chúng ta cùng nhau đi uh, đến quán hát nhé. Nore bang là quán karaoke đấy ạ. Vâng, nè, kachi kayo. Cùng nhau đi. Yoki e alchil kayo. Tôi ngồi ở đây nhé. 네 좋아요. Vâng được. Này 누굴 만날까요? Ngày mai thì bạn sẽ gặp ai? Uri Nana 만나요. Chúng ta sẽ gặp Nana. 뭘 먹을까요? Chúng ta ăn gì? nhỉ mì 먹어요. Chúng ta ăn bì mì Để trả lời cho câu hỏi, Lolika thường dùng đôi câu a-yo-o-yo. Lúc này a-yo-o-yo mang ý nghĩa rủ dê, đề nghị. Ví dụ, Nana si otie Nana trả lời, Tosokane kaiyo. Như bình thường chúng ta hỏi trực tiếp Nana là như vậy. Thế bây giờ chúng ta có chân U cùng đi với Nana. Nana si kai kaiyo. Chúng ta đi đâu nhỉ? Tosokane kaiyo. Chúng ta đi đến tô Sư quán. Ngữ pháp này thường dùng với chủ ngữ là uri, chúng mình hoặc là chúng ta cùng. Ví dụ: Buol cá tức là chủ ngữ đây ẩn đó là uri. Khi dùng với câu hỏi thì động từ đi với lkeo thường dùng p sita hoặc là upsita để trả lời nhưng không dùng với bài trên bằng với Đối với có bát chim sẽ đi với ướp sita và không có bát chim sẽ đi với pernita. Ví dụ như là kata chẳng hạn thì là chúng ta sẽ là chúng ta sẽ là capsita. Thì ở đây hai ý nghĩa câu trả lời này tương tự như nhau bởi vì cái chủ ngữ trong câu này đó là udi mà chủ ngữ ẩn Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa, hãy đăng ký kênh để liên tục cập nhật các video mới và chia sẻ cho các thành viên khác để ai cũng giỏi tiếng Hàn nhé. Ngoài ra, các bạn có thể vào trang web duhocvietmy vn hoặc show.edu.vn để tìm thêm một số tin tức bổ ích cho mình và người thân về các chương trình đầy ý nghĩa. Trân trọng và hẹn gặp lại các bạn tại các video sau. Sucuasosimida. Bye bye.